Đây là kết quả sau khi tôi cắt bao đầu máy cho các bạn này. Các bạn thấy không? Tuyệt đẹp luôn. Tỷ lệ da và niêm mạc các bạn đánh cắt rất cân đối như bạn nhé. Tỷ lệ niêm mạc để lại rất là đẹp. Hôm trước xem bạn nghĩ là nó cắt hết các bạn này, nó nối ra với lại cái quy đầu này. Nên nó xấu khủng khiếp. Đấy, và cái dây háng bạn rất là căng. Đây cái sau khi chúng tôi sửa đây. Trông rất là đẹp. Đẹp thật đấy. Xin chào bạn, tôi sẽ sắp được đây. Hôm nay một giờ thì năm 28 tuổi bạn ấy bao đầu dài và lúc nào bạn cũng thấy nó có cái mùi khó chịu. Nó khó chịu vậy. Đúng không? Đấy thì bao đầu dài thì thường thì nó cũng không sao, nhưng mà có nhiều người, hầu hết mọi người sẽ có những cái đợt viêm nhiễm. Đấy thì bây giờ mình sẽ cắt bao đầu cho bạn này. Chú sao người Thanh Hóa? Dạ vâng. Em người Thanh Hóa. Em với chồng đang ở đâu? Hà Đông. Em bên Hà Đông. Từ nhiều người sang Hà Đông ở nhỉ? Không, ngày xưa là em ở bên, em học bên ấy, nhưng mà sang Hà Đông kiểu nó cũng, bên đấy nó cũng không thiếu gì anh. Thế thôi thì ở bên đấy nó tiện mà. Đông này. Không ạ. Lúc đầu thì tôi làm cái gì có cảm giác. Sau khi tôi cắt bao đầu máy cho các bạn này, các bạn thấy không? Tuyệt đẹp luôn. Tỷ lệ da và niêm mạc các bạn đánh cắt rất cân đối như bạn nhé. Tỷ lệ niêm mạc để lại rất là đẹp. Hôm trước xem bạn nghĩ là nó cắt hết các bạn này, nó nối ra với lại cái quy đầu này. Nên nó xấu khủng khiếp. Đấy, và cái dây háng bạn rất là căng. Đây cái sau khi chúng tôi sửa đây, trông rất là đẹp. Đẹp thật đấy.